Cách đây chưa đầy nửa tháng, Hu Linh Hongwu Ang Mini F được đại lý giảm giá 10 triệu đồng. Đến nay, mẫu xe này tiếp tục được giảm giá tiếp thêm 10 triệu đồng nữa, lên tổng cộng 20 triệu đồng. Đây là chính sách khuyến mãi chung đầu tiên của hãng xe Trung Quốc kể từ khi đặt chân đến thị trường Việt Nam. Giá bán thực tế mà khách hàng phải bỏ ra hiện tại chỉ từ 219 đến 259 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất từ trước tới nay của Mini F. Theo công bố của hãng, thời gian của gói khuyến mãi này kéo dài từ 22 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2023. Hu Linh Hongwu Ang Mini F ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 6, là mẫu xe điện mini giá rẻ đầu tiên thâm nhập thị trường Việt Nam. Xe có kích thước khiêm tốn với chiều dài 2920mm, chiều rộng 1493mm, chiều cao 1621mm và chiều dài cơ sở 1940mm. Khoảng sáng gầm xe 125mm. Bán kính vòng quay 4,2mm. Khối lượng không tải của xe là 665kg và 705kg tùy loại pin. Hu Linh Hongwu Ang Mini F mang phong cách hình hộp, gợi nhớ tới dòng cây ca đặc trưng của người Nhật, dù mẫu xe điện này tới từ Trung Quốc. Thiết kế bên ngoài đơn giản và thực dụng. Bản cao cấp dùng đèn dạng projector cùng đèn định vị LED ban ngày, còn bản thấp là halogen với chóa. Đèn hậu LED cũng chỉ có trên bản cao hơn. Logo Hu Linh phía trước phát sáng nhờ đèn nền LED. Mâm xe có kích thước mini, chỉ 12 inch, kèm lốp 145/70R12. Bên trong xe bố trí 4 chỗ ngồi dù đây chỉ là xe mini 2 cửa. Ghế trước chỉnh 4 hướng. Các tiện nghi cơ bản bên trong có màn hình 7 inch sau vô lăng, kết nối Bluetooth, điều hòa nóng lạnh, trang bị an toàn của Mini F dừng lại ở mức cơ bản, với ABS, EBD, khóa chống trộm và tự động khóa cửa khi xe chạy. Bản cao cấp nhất có túi khí người lái, cảm biến va chạm sau và camera lùi. Mỗi phiên bản có hai cấu hình pin. Pin gồm loại 9,6 kWh và loại 13,4 kW. Đây đều là pin LFP công nghệ như pin xe máy điện VinFast, có khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68. Theo công bố của hãng, pin này cho quãng đường di chuyển tối đa lần lượt 120 km và 170 km sau một lần sạc đầy. Thời gian sạc đầy là 6,5 tiếng với loại pin 9,6 kWh và 9 tiếng với loại pin còn lại. Cách thức sạc là cắm sạc tại nhà với bộ sạc theo xe công suất 1,5 kW. Động cơ điện của xe có công suất 26,82 mã lực, chỉ nhỉnh hơn một chút so với chiếc xe tay ga Honda SH300i, hơn 25 mã lực. Mômen xoắn là 85 Nm gấp khoảng 3,5 lần so với SH300i, bởi đây là động cơ điện. Hệ dẫn động cầu sau. Tốc độ tối đa của xe giới hạn ở 100 km/h. Cả hai bản pin đều có chế độ lái Eco, Sport. Trong phân khúc của Hu Linh Hongwu Ang Mini F hiện có VinFast VF3. Đây cũng là một mẫu ô tô điện mini, ra mắt chỉ sau mẫu xe Trung Quốc một thời gian ngắn. Tuy nhiên, thời gian mở bán dự kiến của VF3 sang tới tận quý 3 năm sau. Do đó, Mini F đang có lợi thế khi tiếp cận khách hàng sớm, lại thêm khuyến mãi lần này để cạnh tranh bằng mức giá rẻ chưa từng có. Trong khi đó, VF3 lại có thời gian để nghiên cứu thị trường và thăm dò phản ứng của khách hàng với xe ở phân khúc mới lạ này.